Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn về thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Thời gian điều chỉnh dự toán phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 của năm hiện hành, đồng thời phải gửi cơ quan tài chính cung cấp để kiểm tra và điều chỉnh trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc theo đúng quy định. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trường hợp đơn vị dự toán cấp 1 được cấp có thẩm quyền giao bổ sung dự toán để thực hiện nhiệm vụ phát sinh chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao bổ sung dự toán. Đơn vị dự toán cấp 1 phải hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán theo quy định luật ngân sách nhà nước. Trường hợp có yêu cầu điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc mà không làm thay đổi tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực được giao, đơn vị dự toán cấp 1 có trách nhiệm xem xét sự cần thiết, căn cứ điều chỉnh, kiểm tra số dư dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách có liên quan, quyết định điều chỉnh dự toán. Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành. Đồng thời, gửi cơ quan quản lý cung cấp để kiểm tra và điều chỉnh trên hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc theo quy định.